Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đang quay trở lại với clip của Lê Văn Cương. Và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh em 3 cái điều đã giúp cho tôi có thể tạo ra thu nhập 20.000 đô đầu tiên trong cuộc đời mình. Và tôi tin rằng trong số tất cả các anh em đang xem clip của tôi, có rất nhiều người đã tạo ra thu nhập hơn 20.000 đô đầu tiên trong cuộc đời mình một lúc. Cũng như có rất nhiều người đã làm hơn con số đó rất nhiều. Nhưng trong số đó vẫn còn rất nhiều anh em vẫn chưa bao giờ hình dung được mình có thể sở hữu 20.000 đô trong tài khoản của mình. 20.000 đô chỉ là khoảng 400 triệu hơn một chút thôi, nhưng có rất nhiều người chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể có được một mức thu nhập đó trong tài khoản của mình. Tôi không nói là 20.000 đô một tháng, mà là 20.000 đô kiếm được trong cuộc đời mình. 20.000 đô đầu tiên. Sau bao nhiêu lâu nữa thì anh em sẽ kiếm được 20.000 đô đầu tiên cho tài khoản của mình. Kiếm một lúc nha, không phải là kiếm tích lũy, mà là 20.000 đô một lúc nhảy vào tài khoản của mình. Và đây là cách thức mà tôi đã làm. Tôi sẽ chia sẻ với anh em 3 điều mà tôi đã làm. Điều đầu tiên đó chính là tôi dám nghĩ tôi có thể có được 20.000 đô. Và tôi dám nghĩ tôi phải có được 20.000 đô đầu tiên cho cuộc đời mình bằng cách nhanh nhất. Và tôi đã nghĩ điều đó, tôi đã mơ về điều đó. Bởi vì trước giờ thu nhập của tôi khoảng 2.000, 3.000 là hết cỡ rồi. Và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể có trong tài khoản của mình một lúc 20.000 đô. Anh em à, tôi là một con người bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường, nên tôi chưa bao giờ có trong tài khoản của mình 20.000 đô anh em à. Nhưng cách đây 2 tháng tôi đã có trong tài khoản của mình 20.000 đô bằng cách đầu tiên, đó là tôi dám nghĩ về nó, tôi mơ về nó, tôi tưởng tượng về nó và tôi hình dung và tôi cảm thấy mình xứng đáng có được điều đấy. Và cái điều thứ hai để giúp tôi có thể có được 20.000 đô đó chính là tôi bắt đầu hành động một cách điên cuồng, hành động một cách bất chấp, hành động bất chấp nỗi sợ hãi, bất chấp sự nghi ngờ, bất chấp sự phán xét, bất chấp sự không sẵn sàng, bất chấp mọi thứ, nhưng không bất chấp đạo đức và pháp luật. Và tôi nghĩ, tôi luôn suy nghĩ làm thế nào để mình có thể có được điều đấy. Và tôi bắt đầu nghĩ, mình có cái gì, cái điều gì là mình đang tốt nhất, cái điều gì mình đang tuyệt vời nhất, và mình bán cái sản phẩm gì đây, bán cái sản phẩm gì để tạo ra lợi nhuận 20.000 đô đây. Và tôi nghĩ rằng tôi đang là một người nói tốt, tôi là một người đào tạo và tôi bán chính sản phẩm của mình, tôi bán chính bản thân mình. Và thế là tôi lên kế hoạch để đóng gói sản phẩm của mình, đóng gói lại năng lực của mình, đóng gói lại những gì mà mình đang có thể phục vụ và giúp cho người khác có được. Và tôi bắt đầu đóng gói nó, tôi đóng gói nó. Và tôi tưởng tượng về nó, tôi tưởng tượng nó khách hàng sẽ hài lòng như thế nào khi mua sản phẩm của tôi. Tôi tưởng tượng khách hàng sẽ hài lòng như nào khi mua các chương trình đào tạo của tôi. Và tôi tưởng tượng khách hàng sẽ tạo ra những lợi ích tuyệt vời như nào khi sở hữu chương trình của tôi. Và tiếp theo, tôi đi tìm những khách hàng có nhu cầu trong mối quan hệ của tôi, những người đã biết tôi, những người đã thích tôi, những người đã tin tôi, những người đã yêu quý tôi. Và tôi bắt đầu trình bày với họ cái sản phẩm của tôi, cái điều mà tôi có thể giúp cho họ, để họ giúp được điều đó cho công việc kinh doanh của họ, cho cuộc sống của họ, cho doanh nghiệp của họ. Và tôi bắt đầu chọn ra những khách hàng mục tiêu, tôi chọn ra những khách hàng mà tôi tin rằng họ có thể có được. Và tôi luôn liên tục gửi vào vũ trụ, tôi luôn liên tục tưởng tượng rằng mình sở hữu được 20.000 đô đầu tiên trong cuộc đời mình thông qua việc mình thiết kế ra cái sản phẩm, thiết kế ra, đóng gói sản phẩm và nâng cao giá trị của mình. Và tôi liên tục tin tưởng mà gửi vào vũ trụ và hành động một cách mạnh mẽ, thay đổi bản thân mình, thay đổi nhận diện thương hiệu, thay đổi những câu từ mình nói, thay đổi những bài đăng của mình, thay đổi mối quan hệ của mình. Và bắt đầu từ đó tôi đã tìm ra được khách hàng muốn sở hữu tôi, muốn mua tôi với giá 20.000 đô. Và thế là tôi bắt đầu có được. Và cái điều thứ hai đó chính là tôi hành động, và điều thứ ba đó chính là tôi thay đổi. Tôi không thể nào có kết quả là 20.000 đô nếu tôi vẫn giữ cái con người tôi của cái lúc mà tôi đang kiếm được 2.000 đô một tháng. Và tôi phải thay đổi từ ngoại hình, tôi phải thay đổi từ tính cách, tôi phải thay đổi từ khả năng hành động, tôi phải thay đổi từ cách tôi suy nghĩ, tôi phải thay đổi từ năng lượng của tôi phải thay đổi từ mối quan hệ xung quanh của tôi, và tôi phải thay đổi cách thức tôi tiếp cận và rất nhiều thứ khác. Tôi phải thay đổi rất nhanh, thay đổi làm sao cho nó phù hợp, thay đổi làm sao cho nó hiệu quả. Và tôi cứ thế tôi thay đổi, tôi hành động, tôi lại hành động. Và cuối cùng thì tôi đã đạt được 20.000 đô đầu tiên vào tháng 4 2019 anh em ạ. Hãy chúc mừng tôi đi, tôi đã kiếm được 20.000 đô đầu tiên. Và 20.000 đô đó tôi đã sở hữu chương trình Eagle Club của thầy Phạm Thành Long. Và ngay hôm nay tôi đang có tại mặt tại Bounce Bar để tham dự chương trình Eagle Camp. Và
Thật là tuyệt vời, thật là tuyệt vời vì tôi đã làm được điều đó. Một con người bình thường đã làm được điều đó bởi vì tôi đã áp dụng ba cái điều này. Và tôi tin là anh em xứng đáng cũng sẽ có được những kết quả tuyệt vời giống tôi. Nếu như anh em áp dụng những điều mà tôi vừa chia sẻ, anh em hiểu những điều mà tôi vừa chia sẻ, thì anh em cũng có thể làm được điều đó. Và tôi tin chắc rằng anh em cũng sẽ làm được điều đó. Quan trọng là bây giờ anh em phải làm nó. Hãy suy nghĩ lớn hơn, hãy hành động mạnh mẽ hơn, hành động những việc nhỏ nhất, hành động một cách điên cuồng và quyết liệt nhất. Và hãy thay đổi liên tục mỗi ngày, và phải thay đổi để chúng ta tạo ra những kết quả tuyệt vời hơn. Và đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với anh em trong video ngày hôm nay của tôi. Cảm ơn anh em đã xem video của tôi rất nhiều, cảm ơn anh em đã ủng hộ tôi. Và một cái call to action trong video này, đó là vẫn là một cái lời kêu gọi cũ quen thôi. Anh em hãy cho tôi một like, một chia sẻ, một comment nào đó nếu anh em cảm thấy một điều tuyệt vời nào đó từ video này của tôi. Và hãy gửi video này đến những người cần video này, bởi vì biết đâu video này có thể thay đổi cuộc đời của một ai đó. Và điều tiếp theo là hãy đăng ký kênh YouTube của tôi nha. Hãy đăng ký kênh YouTube của tôi. Bởi vì mỗi ngày tôi sẽ truyền một chút năng lượng, một tinh thần nào đó giúp cho anh em mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, khát khao hơn và lớn hơn. Tôi lớn hơn và anh em cũng lớn hơn, và giúp chúng ta lớn hơn. Tôi không tự tin rằng giúp cho những anh em đang quá lớn như tôi, tự tin là những em đang giống tôi cách đây 3 tháng là một con người bình thường chẳng có gì cả. Bây giờ tôi đã có được rất nhiều thứ xứng đáng hơn trong cuộc đời mình. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Tôi rất là thích làm video. Tôi rất là thích nói chuyện với mọi người. Hãy làm giống tôi nha.